Em chào bác Chép Tanh. À, bác đang ngồi bác thưởng thức hương vị cà phê của em đấy ạ. Chào chị nhá. Vâng. Ngon không cà bác? Cà phê thơm lắm, ngon lắm. Em đã nói rồi mà lại, cà phê của em mà là số 2 thì không có ai là chủ nhật cả. Mời chị ngồi đây nhá. Ngồi đi. Vâng ạ. À, phải nói là kinh doanh mà đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm như chị thì rất là đáng khen ngợi và đáng tuyên dương. Vì vậy, tôi quyết định thưởng chị một tràng pháo tay. Có mỗi tràng pháo tay thôi ạ? Ô, thế chị còn muốn gì nữa? Ý của tôi là muốn bảo là xem là Chép đã kêu gọi đầu tư được vốn kinh doanh cho tôi chưa? À, có. Cái này có, tôi có kêu gọi rồi. Con nghe đây à? Bố làm gì mà gọi liên tục cứ như là cháy nhà thế? Chết rồi con ơi, bố không biết phải làm nào bây giờ. Có người vừa nói với bố, người ta đang tìm bố khắp nơi. Em trốn ở đâu bây giờ? Đấy là việc của bố phải tự giải quyết đi. Cái lúc mà bố tự nhận mình là Chép ý, nhận tận 10 cân cà phê của người ta, bố có hỏi ý kiến con đâu. Bố biết lỗi rồi mà. Này chỉ có con mới cứu được bố thôi. Con đang đi đường nhá, thế bố nhá. Chết rồi, người ta kéo đến tận nhà rồi. Bố đi đây. Bố đi đâu? Thì đi trốn chứ đi đâu nữa. Từ giờ bố phải sống cảnh trốn chui trốn lủi rồi. Bố chỉ được có như thế thôi. Con biết ngay mà. Con nói thật với bố ấy, là con đã phải giải quyết xong tất tần tật mọi chuyện của bố rồi. Bố đúng là có tật giật mình. Người ta mới gọi tên một cái á, giật nảy hết cả người lên. À, thật á? Con đã giải quyết cho bố à? Con gái của bố đã phải trực tiếp đi gặp người ta, xin lỗi, mong là người ta thông cảm. Con đã gửi lại toàn bộ số cà phê, với cả con cũng có gửi thêm một khoản tiền cho người ta nữa. Ui, bố được cứu rồi à? Con đúng là quý nhân của đời bố. Còn một vấn đề nữa, con đã gọi điện cho cái Hường, bảo nó quay lại quán làm việc rồi. Bố phải đối xử tử tế với nó vào, với cả ấy, bố phải kiếm tiền, trả tiền lương cho nó trong suốt những ngày mà nó nghỉ việc. Bây giờ con muốn gì bố cũng đồng ý hết. Được rồi à, bây giờ con về nhà rồi nói chuyện bố sau nhá.